Chào mừng các bạn đến với chuyên mục kiến thức lập trình tại ZendVN. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về một cái giao diện, một cái tấm ảnh. Khi mà chúng ta thực hiện cái tác vụ là mở cái tấm ảnh lên thì nó sẽ làm cho cái tấm ảnh có một cái hiện tượng loading, rồi tấm ảnh dần dần xuất hiện. Tiếp tục, nếu như tấm ảnh nó bị lỗi thì chúng ta cũng sẽ show ra được những cái hình ảnh cố định mà chúng ta quy định ha. Thì ở video đầu tiên chúng ta cũng đã thấy được cái chức năng của buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ được tham khảo. Rồi bây giờ thì để chuẩn bị cho bắt đầu, mình cũng sẽ có một cái tập tin là main, thì cũng sẽ có MyApp. Tiếp tục, nói vẫn như bình thường thôi ha. Chúng ta sẽ có theme là dash, có home, mình đang sử dụng một cái widget, StatelessWidget là FadeInImage custom. Rồi tiếp tục, lúc này thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một cái folder nữa, đó là assets. Trong assets thì mình sẽ có image. Tiếp tục, bên trong thì mình sẽ để sẵn hai cái tấm hình đối với link của assets, đó là một cái tấm hình loading. Thì lúc này các bạn có thể lên Google, chúng ta search là một cái loading GIF ha. Loading GIF thì nó sẽ sinh ra chúng ta một cái tấm ảnh loading với cái dạng là chuyển động như thế này. Rồi mình có một cái tấm ảnh error image, tức là khi mà cái ảnh của chúng ta nó bị lỗi đi, hoặc là cái link mà đi đến lấy cái tấm ảnh nó sai, thì chúng ta sẽ hiển thị ra một cái tấm hình mặc định. Tiếp tục, sau khi mà chúng ta đã có hai cái link liên quan tới hình ảnh trong cái thư mục image, thì chúng ta cần phải báo cáo với cái app của chúng ta biết là chúng ta sử dụng cái folder là assets image ha. Thì lúc này các bạn sẽ vào trong pubspec.yaml. Tiếp tục chúng ta kéo đến cái phần là add assets ha, chưa add assets nè. Các bạn mở cái assets và truyền cái đường dẫn đi tới cái image bằng cách là sử dụng assets nè, mình có folder là assets. Rồi tiếp tục vào bên trong image và tiếp tục chúng ta sử dụng gì đó. Thì khi mà chúng ta save lại thì lúc này nó sẽ tự động cài đặt và nó không có báo lỗi, như vậy là chúng ta đã thành công điều hướng được. Chúng ta có thể lấy được hai cái tấm hình này để chúng ta sử dụng ha. Rồi, bây giờ quay trở lại với cái tập tin là FadeImage custom của mình. Mình sử dụng một cái class ha, extend từ StatelessWidget. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo ra giao diện của một cái tấm ảnh. Ở đây mình đang return về một cái Scaffold, bên trong mình có một cái body ha, center. Rồi tiếp tục, để căn giữa tấm hình thì mình dùng center ha, có try, và mình sẽ tạo ra cái tấm hình. Lúc này thì mình có thể có một cái link liên quan tới cái tấm hình đi. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái biến để mình lấy được cái link ha. Thì lúc này các bạn có thể tìm kiếm một cái link ở trong cái Google ha, các bạn search với cái từ khóa là unflash này. Rồi vào bên trong các bạn sẽ copy một cái image address nào đó, cái địa chỉ của tấm hình nào đó, rồi chúng ta đặt một cái biến là URL image. Rồi, ok. Sau khi mà mình có xong cái tấm hình thì lúc này nó báo là chúng ta không dùng cái từ khóa cause ở đây nữa ha, mình sẽ bỏ đi. Tương tự trong MyApp mình cũng không có cause ở đây. Rồi, save lại. Tiếp tục, để đọc được cái tấm hình này ha, để sử dụng được cái tấm hình này đổ ra giao diện bên ngoài thì mình sẽ dùng tới đó là image.network ha, bởi vì cái link của mình đang là link từ ở trên mạng ha, mình sẽ dùng image.network và truyền vào cái src, lúc này sẽ là url image. Save lại. Rồi mình load lại ha. Rồi các bạn thấy, lúc này thì chúng ta đã lấy ra được cái tấm hình. Nhưng mà bây giờ ha, khi mà các bạn mở, bạn load thì các bạn phải có một cái khoảng thời gian gì đó để cho cái tấm hình của chúng ta nó được load lên. Và đặc biệt là gì? Ví dụ như tấm hình của chúng ta nó sai link đi thì nó sẽ như thế nào ha? Ví dụ ở đây mình truyền thêm một cái số 1 nữa thì các bạn thấy lúc này nó sẽ báo lỗi ra. Rồi, bây giờ thì giả sử tấm hình mình đúng đi và mình muốn hiển thị là nó phải có cái hiện tượng tấm ảnh của chúng ta xuất hiện mờ lên, cũng như là có một cái trạng thái loading gì đó để cho trang web của chúng ta nó tránh trường hợp là khi vừa mới vào phát nó chờ rồi nó giật ha. Rồi ví dụ như tấm hình của chúng ta nó nặng một chút đi thì nó load lâu thì nó làm cho cái app của chúng ta trở nên không có được đẹp hơn. Như vậy thì lúc này mình sẽ sử dụng tới một cái widget đó là FadeInImage ha. Rồi FadeInImage chấm tới assets network. Rồi tại đây chúng ta có hai cái thuộc tính mà chúng ta có thể sử dụng, đó là placeholder và image. Placeholder tức là cái tấm ảnh khi mà chúng ta chờ đợi cái tấm hình của chúng ta nó được load thì các bạn có thể sử dụng tới cái tấm hình đó là loading git nè. Các bạn truyền cái link vào đây thì nó sẽ hiểu là khi mà đang chờ đợi cái tấm hình của chúng ta được load thì nó sẽ xuất hiện cái placeholder này. Rồi, bây giờ thì để lấy cái địa chỉ các bạn ấn chuột phải ha. Copy related path, tức là cái đường dẫn tương đối của nó, các bạn truyền vào bên trong. Đó, chúng ta có một cái link tới cái hình ảnh. Tiếp tục cái email lúc này thì nó sẽ nhận vào gì? Một cái string ha. Cái string tức là cái URL email của chúng ta. Cái type của nó cần nhận vào đó là string. Như vậy thì mình chỉ cần thay thế cái vị trí email này chính là cái URL email. Rồi mình save lại. Thì các bạn xem hiện tượng xảy ra. Mình load ha. Thì nó có một cái hiện tượng đó là gì? Tấm hình của chúng ta nó xuất hiện mờ dần lên. Và nó có một cái tấm hình grid ở phía trước. Đó các bạn thấy ha. Bây giờ thì mình có thể làm gì? Căn chỉnh cái thời gian của cái tấm hình khi mà nó xuất hiện để tạo ra cái hiệu ứng nó đẹp mắt hơn. Thì các bạn có thể hover vào bên trong cái FadeInImage. Thì chúng ta có rất là nhiều cái thuộc tính đó. Và mặc định nó có sẵn, ví dụ như là fade out duration tức là cái thời gian xuất hiện ra ha, fade in duration v.v. Thì lúc này mình sẽ set ví dụ ở đây nó đang dùng cái millisecond là 300 ha, tức là 0,3 giây đó. Như vậy thì mình muốn nó hiện tượng load của nó lâu ra thì mình sẽ set lại cho cái thuộc tính là fade out duration này. Rồi mình sẽ set cho nó bằng cách là sử dụng duration có second là 2 giây ha. Tương tự như vậy mình cũng sẽ set cho cái fade in luôn ha, để cho các bạn thấy được rõ cái sự loading của cái tấm hình của chúng ta. Rồi mình save lại load. Thì lúc này các bạn xem chúng ta có cái hiện tượng load và tấm hình của chúng ta nó xuất hiện lên dần trong vòng 2 giây. Như vậy thì mình chỉ cần dùng cái thằng fade out này ha. Rồi save lại. Như vậy thì các bạn thấy ha, tấm hình của chúng ta nó hiện tượng loading và tấm hình bắt đầu nó mờ dần rồi nó xuất hiện, tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác nó mượt mà hơn. Bây giờ nếu như cái tấm hình của chúng ta nó lỗi thì sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó sẽ báo lỗi ha. Như vậy thì để giải quyết các bạn có thể tìm tới một cái widget luôn ha. Đó là các bạn tìm tới một cái thuộc tính đó là email error builder. Thì cái này nó sẽ nhận vào một cái widget, tức là chúng ta sẽ return về cái gì đó khi mà cái tấm hình của chúng ta nó bị lỗi ha. Thì các bạn có thể gõ là error này, email error builder. Rồi tại đây thì nhận vào là gì? Một cái callback function, cái function nhận vào ba cái tham số là context, error, stack ha. Bây giờ mình chỉ cần return về một cái container, hoặc lúc này chúng ta đã có một cái tấm hình lỗi rồi thì chúng ta có thể return luôn về cái tấm hình lỗi này ha, bằng cách là dùng image.access ha. Rồi truyền cái link của cái đường dẫn, mình copy cái related path vào. Ok, như vậy thì đây chính là cái nơi chúng ta return ra cái tấm hình nó bị lỗi ha. Bây giờ mình load lại, bởi vì tấm hình của chúng ta nó đúng nên nó sẽ load cái tấm hình ra. Bây giờ giả sử tấm hình mình nó bị lỗi ha, chúng ta không load được, mình truyền thêm số 1 ở phía trước nè, save lại thì các bạn xem. Lúc này thì cái tấm hình lỗi của chúng ta nó sẽ thay thế cho cái tấm hình, chứ nó không còn cái thông báo lỗi nữa. Như vậy thì chúng ta đã giải quyết được cho cái vấn đề đó là một cái tấm hình của chúng ta cần có một cái link và có một cái trạng thái loading khi mà nó hiển thị, làm cho cái app của mình mượt mà hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.